Chào mừng tất cả quý anh chị hàng. Bên cạnh anh chị đó chính là chiếc Toyota Avanza phiên bản 1.5 CVT số tự động 7 chỗ ngồi, model mới nhất năm 2022. Và đây là một chiếc màu ghi bạc. Trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn tổng quan hình ảnh về ngoại thất, nội thất, bảng giá cũng như là cái chương trình khuyến mại, đặc biệt nhất là review chi tiết xem là Avanza số tự động sẽ có những cái nổi bật là như thế nào. Kính mời quý anh chị hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Avanza ở thế hệ mới năm 2022 thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn từ phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Trong clip này thì chúng ta đi riêng về phiên bản 1.5 CVT màu ghi bạc số tự động. Có thể thấy được rằng là cái thiết kế mới, thế hệ mới này thì Avanza cực kỳ là nổi bật rồi. Cùng với đó thì chúng ta còn có thêm gì nữa nào? Đó chính là về phần xe. Xe đã trang bị cái khối động cơ 1.5 DOHC 20 cam, cực kỳ là nổi bật luôn. Cùng với đó thì nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 7 chỗ ngồi, với những cái chế độ ghế gập sofa cực kỳ là nổi bật. Để xem rằng là ở thế hệ mới mức giá sẽ là 548 triệu đồng. Từ tháng 8 năm 2022 thì Avanza sẽ có mức giá là 598 triệu đồng cho phiên bản số tự động, hay 558 triệu đồng cho phiên bản số sàn. Đó chính là về phần giá bán. Còn về phần thiết kế là như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây là thiết kế chi tiết phần phía đầu xe của một chiếc Avanza CVT. Nào, từ phía đầu xe với những cái đường gân dập nổi trên nắp capo rất nổi bật là như thế này. Chúng ta còn được ưu ái với cụm đèn full LED cả chóa pha và chóa cốt, kết hợp với hệ thống đèn sương mù công nghệ halogen cho khả năng ánh sáng vàng bám đường. Văn Hội rất thích cái mặt giật, mặt ca lăng ở phía trước của Avanza như thế này này. Nó sẽ thiết kế dạng to bản, trông nó sẽ rất khỏe luôn. Khoảng sáng gầm của xe lên đến 205, thoát sáng, thoát gầm rất là tốt để chúng ta có thể chủ động và di chuyển linh hoạt được. Rất tuyệt vời, đúng không ạ? Còn ở phần phía thân xe, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết nào. Đây là phần phía thân xe của Avanza 1.5 CVT. Có lẽ nổi bật nhất sẽ đến từ cái cảnh báo điểm mù trên gương. Lúc nữa thì Văn Hội sẽ sâu lên. Hai hệ thống la răng. La răng của xe thì đến 16 inch, dạng phay đúc. Rất ấn tượng luôn, cảm giác trông cái rất là thể thao và khỏe khoắn. Hay những cái đường gân ở cái phần sườn này này, nó sẽ bám đuổi, trông rất khỏe luôn. 7 chỗ ngồi mà, khoảng sáng gầm thì cao rồi. Phần thân xe, đặc biệt nhất là màu ghi bạc này, trông sẽ rất trang nhã, nổi bật và bề thế rất ấn tượng. Còn đây là phần phía đuôi phía sau. Xin mời anh chị. Đây đó chính là phần đuôi phía sau của chiếc Avanza. Nào, chúng ta trước khi ngắm nhìn cái phần hộc thì chúng ta ngắm nhìn tổng quan nhanh nào. Ở phần đuôi này, từ phía trên là có anten vây cá mập này, rất là khuếch đại sóng, rất tốt đúng không ạ? Hay chúng ta có sấy kính sau, gạt mưa sau, logo đèn hậu căng ngang như thế này. Chúng ta có logo Avanza Premio, hai cảm biến sau, hai camera lùi ở phía sau. Thì cái phần hộc, phần hàng ghế thứ ba chúng ta sẽ gập phẳng, hàng ghế thứ hai cũng sẽ có thể gập phẳng được anh chị nhé. Chúng ta có đến 7 vị trí ngồi rất thoải mái, và chúng ta còn có thêm những cái hộc nhỏ như thế này để chúng ta để những cái dụng cụ, rất tiện luôn. Trên Avanza cái không gian này, anh chị nhìn cái không gian trần này, nó sẽ rất dễ chịu và thoải mái nhé. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong phần nội thất chi tiết nhất của chiếc Toyota Avanza phiên bản 1.5 CVT số tự động, model mới nhất năm 2022. Chúng ta có thể thấy ngay được rằng là Toyota cực kỳ ưu ái khi phần tappi cửa này đã được tay nắm cửa mạ chrome, hay hệ thống cụp gương tự động trang bị không chỉ là phiên bản số tự động mà cả phiên bản số sàn cũng đã được trang bị rồi. Kính lái, cửa kính này auto một chạm hay chỉnh mặt gương điện. Những cái hộc để đồ rất rộng. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm gì nào? Hệ thống kiểm soát lực kéo và cân bằng điện tử cũng sẽ được trang bị trên Avanza cho cả hai phiên bản. Hoặc như ở bên phần vô lăng urethane cực kỳ là cao cấp. Còn ở phần ghế thì chúng ta sẽ có dạng thiết kế ghế nhân trác học, ngồi sẽ rất chắc chắn và thoải mái. Cái độ ghế rất là rộng rãi và chỉnh cực kỳ là linh hoạt. Còn đây là bên trong phần nội thất xe, xin mời anh chị. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện nội thất chi tiết nhất của chiếc Toyota Avanza 1.5 CVT. Nào, có thể thấy được ngay rằng là cái thiết kế mới này thì hoàn toàn mới rồi. Từ bảng đồng hồ trung tâm cho cái giao diện cực kỳ là nổi bật luôn.
chúng ta sẽ có một cái đồng hồ vòng tua động cơ hay một cái màn hình hiển thị đa thông tin. Và chúng ta còn có gì nữa nào? Chúng ta còn có thêm đồng hồ km/h analog nữa. Tiếp đến là gì nào? Hệ thống đèn full LED hay hệ thống gạt mưa chỉnh trước sau. Chúng ta có vô lăng. Trên vô lăng còn đa full phím luôn, tích hợp cả phím thoại rảnh tay hay hệ thống mode AM/FM Bluetooth chuyển kênh, điều khiển lớp layer ở trên và một cái chip để sử dụng ABC đây. Chip A, chip B này, auto này. Tuyệt vời đúng không ạ? Vô lăng thì chỉnh tiện dụng rồi. Về phần giải trí, giải trí thì xe trang bị một màn hình dạng đứng 8 inch cho khả năng kết nối USB, radio, Bluetooth hay khả năng xem video qua USB. Chúng ta có một hệ thống điều hòa điện tử. Với hệ thống điều hòa điện tử này thì nó sẽ làm cho cái giao diện ở bên trong xe ấy, trông sẽ rất hiện đại. Và chúng ta có chiếc chìa khóa thông minh Engine Start Top. Avanza ở thế hệ mới thì trang bị một cái hộp số CVT vô cấp, tích hợp cả hệ thống cảm biến lùi và camera lùi. Ngoài ra cái giải số của xe còn trang bị thêm giải số M Sport Mover Transmission, di chuyển số bằng tay này, sẽ rất là chủ động luôn ạ, để chúng ta đổ đèo. Với cái thiết kế tổng quan giao diện bên trong nội thất của Avanza ở thế hệ mới, từ màn hình, vô lăng, điều khiển, bảng đồng hồ trung tâm hay hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, điều hòa điện tử, chìa khóa thông minh, thì xe còn trang bị thêm một hệ thống, đó chính là cảnh báo điểm mù ở trên gương. Với hệ thống cảnh báo điểm mù ở trên gương như thế này thì chúng ta khi mà di chuyển sẽ có cái cảnh báo. Hệ thống cụp gương tự động cũng được trang bị theo xe. Một cái không gian cực kỳ là rộng rãi. Ngoài ra ở hàng ghế thứ hai này thì xe còn tích hợp thêm, đó chính là cái điều chỉnh điều hòa ở hàng ghế thứ hai. Và những cái tốc độ ở cửa gió như thế này sẽ rất thoải mái luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang ngay phần tiếp theo. Đây là hàng ghế thứ hai của chiếc Avanza ở thế hệ mới. Vậy là từ khả năng tịnh tiến ghế hay khả năng gập thì xe còn tích hợp thêm cả chế độ ghế sofa gập phẳng để chúng ta có thể ngồi cực kỳ là thoải mái. Cửa gió điều hòa ghế thứ hai hay ngồi rộng ở hàng ghế thứ ba, rất là tuyệt vời trên một cái dòng xe chỉ có hơn 500 triệu đồng thôi ạ. Nhập khẩu nguyên chiếc, rất là thoải mái. Hai cổng sạc nhanh ở phía đằng sau, còn chúng ta còn có thêm cái tẩu để chúng ta cắm thêm cái phần sạc, rất dễ chịu luôn. Nhập khẩu nguyên chiếc, 7 chỗ ngồi, hộp số tự động. Cảm ơn anh chị khách hàng đã theo dõi clip của tôi. Nếu thấy hay, hãy like, share, comment, bấm nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Goodbye.